Em chào tất cả anh em nhé. Hôm nay 22 tháng 8 nha. Em lên cho anh em một con máy, con này rất là đẹp anh em ha. Kubota KND 545, nó công suất của nó là 5 ngựa anh em ha. Giờ em sẽ test cái máy này cho anh em xem rồi em báo giá một số con máy khác cho anh em xem. Anh em tham khảo được giá thì ok thì cứ liên hệ đến em ha. Rồi, trước tiên em sẽ test cái máy này cho anh em xem ha. Con này là KND ha anh em ha. KND Kubota ha, 45 ha. Công suất là 5 ngựa anh em ha. 5 HP ha. Dòng máy này là dòng máy đời đầu Kubota nha. Nó chạy bật đạn nha, không phải bá dê đâu anh em nha. Nhiều anh em nói cái cốt này nó lòi ra là nó bá dê. Đã mua hàng bên em rồi thì em là mấy hôm rồi là em còn đóng hàng cho anh em hết rồi này. Anh em cứ giờ chỉ có chờ thời gian bên vận chuyển, nó vận chuyển tới nhà kiểm tra máy rồi test máy ok rồi thanh toán tiền thôi ha. Nó có vận chuyển có trục trặc lâu một chút xíu thì anh em thông cảm nhé, vì đồ này đồ nặng anh em nhé, chứ không phải đồ nhẹ, thành thử là anh em thông cảm. Con này em bán rồi anh em nhé, con này em bán về Khánh Hòa ha. 750 này, con này em bán rồi ha. Nhưng mà cái cốc đề nó cái cốc bề nó bị lỗi, nó không có chạy. Em mở ra em đang cho thợ nó vệ sinh sạch sẽ xong á, nó bị dính nước vô á anh em. Người ta cần xây đề. Đó, cốc đề là em tháo ra này. Em đang đi làm vệ sinh cho người ta cái. Về test ok rồi là gửi cho người ta. Con này em bán rồi nha. Con này là EA7 anh em nhá. Con này là Mitsubishi 65 ha, có đề nè. Con này Mitsubishi 65 ha luôn nhá. Rồi 5,5 triệu một con ha. Bao ship cho anh em. Con này là Mitsubishi 4 nước anh em nhá. Mitsubishi 4 nước nha. Ngoại hình thì nó không được bằng con này nhưng mà nó cũng là cũng chất lượng lắm anh em. Con này thì nó rơi tầm cỡ 3,5 triệu ha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ em. Còn con 8 có đề ha. Rồi tám có đề hôm qua có ông anh ông có trả giá có 9,5 triệu à. Không biết cái ông này không biết xài máy. Ơ 8 mà trả 9,5 triệu. Ông này không biết xài máy, chưa biết xài máy dòng máy này rồi. Cái này Mitsubishi 14 nha anh em. Mitsubishi 14. Máy Mitsubishi 14 bự bự rất khó bán. Vì trong lô nó dính vậy thì phải lấy biết chứ. Con này là SS 70 bậc đạn anh em nha. Rồi anh em này chốt này. Rồi mình để giá cho 6,2 triệu nha, bao ship nha. SS 70 bậc đại nha. Bao gin cho anh em nha. Nó thiếu cái chụp chụp che con heo đây thôi. Đó là SS 70 bậc đại á. À. Con này em bán rồi nha. Con này chốt rồi nha. Chưa giao. Con này là Kubota 92 này. Con này 92 này. Anh em nào xài công trình lớn này, con này là 12 ngựa này. 92 đời đầu anh em. Dòng này chạy trâu bò lắm anh em ơi. Để tem nó. Tem nó tem bằng thao luôn nè. Anh chị em thấy không? Tem nó đúc bằng thao luôn đó. Hàng này chất lượng cực kỳ luôn, nhưng mà ngoại hình nó hơi thô. Ha. Cái ngoại hình nó nhìn thô lắm. Đến đây. KND 90 này, nó là VR 90 là nó như nhau anh em ha. Công suất nó 9 ngựa. Chạy ra nhỏ 9 ngựa, chạy ra lớn 12 ngựa nè ha. Nói với R90 là nó giống như trang nhau, không có sai nhau một cái gì nha. Nó chỉ sai khác cái thùng dầu bên trên thôi. Thùng dầu này nè. Cái thùng dầu gì vô nè. Một bên màu xanh, một bên màu đỏ, nó gọn hơn ha. Con này NF 77 NFA7 Beckim ha. Có đề ha. Anh em nào cần liên hệ em nha. Hôm qua ông anh nào hỏi con Mitsubishi cỡ 6-7 ngựa này. Này con này là SD5 này 7 ngựa đây em ơi. Ha. Đó con nữa ha, con kia là rẻ hơn. Con kia bán cho 5 triệu, con này bán 5,5 triệu ha, bán ship á. Anh em nào cần liên hệ em nha. Mitsubishi 7 này.
Đó. Ơ 7 này, ơ 8 này, ơ 7, ơ 8 này. Con nói em bán rồi nha. Con nói chốt, khách chốt rồi ha. Còn 4 con này. Đây là Mitsu 85 nha anh em. Mitsu 85 còn 5 số con ha. Anh em nào cần liên hệ nha. Con này là con RT125 này. Hàng này hàng hợp tác anh em á. Anh em cần thì liên hệ em nha. 0985927776. Này là Ơ50 ha. Ơ50. Rồi anh em nào chốt còn cặp em đi cho 8 triệu rưỡi một con ha. Lốc là bao ok. Áo thì hơi nhâm nhâm nhẹ chút xíu. Đó, lốc là ok ha. Một con này là Ơ550 ha, chửi đời chửi ha. Nó hơi chốc chốc nước sơn nhưng mà bao anh em là ghim 100% chạy chất lượng cho anh em ha. Nó hơi chốc chốc kìa đó ha. Con này hơn 5 triệu nha. Anh em nào cần thì liên hệ. Oxy vô sụn như còn đó anh em. Rồi anh em nào cần liên hệ nha. 0985927776. Biết xu trụ chứ còn con này. Rồi. Đó, 5 triệu. Con này bán cho anh em 5 triệu này. Con có đề 5 triệu rưỡi nha. À, vậy là 5 triệu là bao ship ha. Anh em cần liên hệ nha. Đây có con A7 nữa nè. Anh em nào thầy thợ rồi mà muốn mua mà cứ liên hệ em, đều giá sỉ cho mà bán nè. Rồi chào anh em nha.